À, quý vị thân mến, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Lời nói của mỗi người không khác gì mũi tên. Một khi đã phát ra thì không bao giờ có thể thu lại được. Người xưa đã từng đúc kết, lời nói đọi máu. Một lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân hoặc những người xung quanh. Ngược lại, có những cái lời nói có thể làm tổn thương, thậm chí là giết chết một con người. Vì vậy, ai cũng phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đừng có tùy tiện mà phát ngôn, cũng đừng nói chỉ để cho sướng miệng, để rồi lại ôm cái mối hận ngàn đời vì những cái lời nói của mình đã từng gây ra. À, không chỉ thế, lời nói cũng phản ánh cái tư duy, cái nhân cách và bản chất của mỗi con người. Vì vậy, nếu không thận trọng trong cái lời nói, chúng ta sẽ trở thành những kẻ thô lỗ, tiểu nhân, thiếu nhân cách. Và sau đây là 9 lời nói dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được nói ra để tránh hậu họa về sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. 1. Không nên nói những lời riêng tư. Mỗi người cần có một căn phòng, một căn hộ, không phải chỉ để che mưa, che nắng vì an toàn, mà điều quan trọng là cái sự riêng tư của bản thân. Bạn mặc quần áo để giữ ấm, nhưng điều quan trọng là để che giấu đi cái cơ thể của mình. Mỗi người có những cái điều riêng tư của riêng bản thân mình. Bạn không muốn người khác biết cái việc riêng tư của mình, cũng như là người khác cũng không muốn là ai nói ra bất cứ cái điều riêng tư nào của bản thân họ. Cho dù cái việc mà bạn nói ra cái việc riêng tư của người khác mà không bị họ phản kháng thì cũng cho thấy bạn là người không có phúc hậu. Vì thế, để tôn trọng lẫn nhau thì việc trước hết là phải tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác, tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau. Thứ hai, không nói lời sàm ngôn vô ích trong lúc tức giận. Quý vị thân mến, lúc tức giận, lúc giận dữ, người ta thường cố gắng tìm những cái lời cay độc nhất, những cái lời nói nghiệt ngã nhất để thỏa mãn cái lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt của bản thân. À, những lúc như thế, bất cứ cái lời nói nào cũng có thể làm tổn thương đến người khác. Nó sẽ tạo ra những cái vết thương đẩy hai người ngày càng xa cách nhau hơn. Đôi khi, những cái lời nói đó, những cái lời nói trong cái lúc giận dữ cũng sẽ khiến cho bạn phải ân hận suốt đời. Vì vậy, khi mà giận dữ là lúc chúng ta nên biết tự kiềm chế cái cảm xúc của bản thân nhiều nhất. Đừng nói bất cứ điều gì, không trả lời, cũng không đưa ra những cái quyết định gì cả. Bởi khi giận ấy là lúc cái lý trí nó bị cảm xúc nó lấn át. Mọi lời nói trong thời điểm này thì đều có thể gây ra những cái hậu quả khôn lường và gì hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Thứ ba, không nói lời đánh giá về đức hạnh của người khác. Cái điều mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Vì vậy, đừng có chỉ nhìn vào một cái vài cái hành động mà đã vội vàng đánh giá cái đức hạnh của một người khác. Bạn đã từng nghe câu chuyện sau đây chưa? Nghe xong điện thoại, ông bác sĩ khoác áo vội vàng đi tới bệnh viện. Đến nơi, ông liền thay áo để vào phòng mổ. Ngay trước cửa, có một người bệnh đang đợi ở đó. Đó là người cha của cậu bé. Ông này tỏ cái thái độ cáu giận, vừa nhìn thấy bác sĩ đã bước tới. Ông làm gì mà giờ này mới tới? Làm sao mà chờ được ông trong khi con trai tôi đang nguy kịch? Ông có thấy mình có trách nhiệm nghề nghiệp hay không vậy? Vị bác sĩ này vẫn điềm đạm trả lời, không có một chút giận dữ nào cả. À, tôi xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. À, thế nhưng vừa nhận được điện báo là tôi đến đây ngay. Và lúc này thì tôi muốn tĩnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha càng nổi giận, tĩnh tâm à, nếu con trai ông đang nằm trong phòng cấp cứu thế kia thì ông có thể tĩnh tâm nổi không? Nếu con trai ông sắp chết
ông có thể đục đỉnh như thế được không? Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh mỉm cười trả lời: Tôi sẽ nói những điều mà ông thần rớt đã nói trong kinh thánh. Thân trần chuồng sinh ra từ bụi đất. Tôi sẽ trở về bụi đất, thân trần chuồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng Chúa. Tôi cũng như các bác sĩ khác không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai mình đi. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng của Chúa. Người cha phàn nàn: Ông không ở vị trí người khác nên dễ khuyên răn quá nhỉ. Vị bác sĩ im lặng đi vào phòng mổ và ông miệt mài nhiều giờ. Trong đó, xong buổi phẫu thuật, ông bước ra vui vẻ: Tạ ơn Chúa lòng lành, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết điều này thì hãy hỏi cô y tá giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ đi thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp của vị y tá xuất hiện, người cha cảm giác: Cứ là bác sĩ thì cao ngạo như vậy chứ. Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây để trả lời cho tôi biết tình trạng sức khỏe của con trai tôi. Cô y tá cúi đầu xuống tuôn trào nước mắt trong việc xúc động. Cô chậm rãi trả lời: Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy mới qua đời hôm qua sau một vụ tai nạn. Hôm nay bác sĩ đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được tin báo, bác sĩ vội tới để cứu con trai ông đấy. Bây giờ thì bác sĩ trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con thân yêu của mình. Rõ ràng cái việc vội vàng đưa ra những cái nhận xét đánh giá về phẩm chất hay là đạo đức của một người là một cái hành động vô cùng là ngu ngốc. Hãy đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác và chúng ta suy nghĩ. Khi đó chúng ta mới có sự đồng cảm và có thể là chia sẻ những cái nỗi đau, những cái cay đắng mà họ phải chịu đựng. Ai cũng có những khuyết điểm. Vì thế đừng buông lời đàm tiếu đánh giá cái đức hạnh của một người khác, bởi rất có thể chúng ta không thể cư xử được như họ. Thứ tư, không nói lời độc ngôn tổn thương đến danh dự của người khác. Thưa quý vị, thanh kiếm thì làm tổn hại cơ thể, ngôn từ thì lại làm tổn thương cái tâm hồn. Lời nói độc địa có thể làm tổn thương trái tim của người phải nhận những cái lời nói độc địa đó. Khi bạn làm tổn thương người khác, hạ thấp cái danh dự của họ, chắc chắn họ sẽ có những cái hành động đáp trả làm tổn thương bạn. Thế là cái lời nói độc địa từ miệng ta lại chính là cái lưỡi kiếm làm tổn thương chính cái tâm hồn của mình. Đừng khẩu nghiệp rồi rước họa vào thân. Những người thường dùng những cái lời cay độc làm tổn thương đến người khác giống như ấy, cái kẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm, chẳng ai muốn lại gần cả. Những cái lời cay độc thì chẳng thể làm cho cái cuộc đời của bạn tốt đẹp hơn. Ngược lại, nó chỉ chứng tỏ cái sự thiếu hụt về phẩm hạnh, cái sự khuyết tật về nhân cách trong con người của bạn mà thôi. Thứ năm, không nói lời đánh giá về gia cảnh của người khác. Chẳng ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống của mình cả. Giàu có hay nghèo khó đều là do cái số mệnh đã an bài. Tuy nhiên, cái phẩm chất và nhân cách của con người không được quy định bởi cái hoàn cảnh sống. Có kẻ giàu mà có tâm hồn nhơ bẩn, ăn xương hút máu của người khác. Có kẻ nghèo khó mà tâm hồn trong sáng, luôn yêu thương, hòa mình, giúp đỡ những người xung quanh. Nhân cách con người mới là cái đáng quý. Của cái vật chất dù có nhiều đến mấy mà tâm hồn thâm độc, mưu mô, hại người thì không bằng một người nghèo khó. Nhưng mà tâm hồn lại rộng mở, luôn yêu thương, giúp đỡ người khác. Không chỉ thế, tiền bạc chỉ là vật chất ngoài thân. Hôm nay có thể đang giàu có, tiền bạc như núi, nhưng ngày mai có thể sẽ chẳng có một đồng nào trong túi. Vì vậy, đừng vì tiền bạc mà tỏ cái thái độ khinh thường người khác. Cũng đừng vì nghèo khó mà tự ti mặc cảm. Ở cái cuộc đời này thì tham phú phụ bẩn là biểu hiện của kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Thế nên các bạn đừng nhìn những cái hoàn cảnh sống của người khác mà đánh giá, phán xét và dè biểu họ. Hãy nhìn cách họ sống, cách họ đối xử với những người xung quanh.
Thứ 6, không nói lời, đánh giá, học thức về người khác. Ai cũng có cái thế mạnh của mình, có sở trường riêng của mình. Không thể cho mèo và cá thi bơi, cũng không thể cho rùa và sóc thi leo cây được. Có những cái điều ấy mà người này biết nhưng mà chưa chắc người kia đã biết, đúng không ạ? Và ngược lại, càng học nhiều, người ta càng thấy mình nhỏ bé, càng cảm thấy mình phải học hỏi nhiều hơn nữa. Khiêm tốn là cái biểu hiện của người hiểu biết. Ngược lại, kẻ ngu ngốc lại luôn huênh hoang, tự đắc, tự cho mình là hiểu biết hết. Vì thế, không nên dại dột mà chê bai bất cứ ai. Hãy cứ sống tốt, hãy cứ làm tốt cái công việc của mình. Khi đó, bạn sẽ nhận được mọi lời tôn trọng và yêu quý của người khác. Thứ 7, không nói lời khoe khoang hoặc lác. Những người mà ăn tục nói phét ấy chỉ thích tự tô vẽ bản thân để tự tạo cái hư danh thì không bao giờ có được cái thành công trong cuộc đời này cả. Càng nói nhiều, càng nói quá, càng khiến cho thiên hạ chê cười. Hãy nhớ rằng lời nói dối có thể lừa được một, hai người, nhưng mà đâu có thể lừa được cả thiên hạ. Lời khoe mẽ có thể được tin trong một lần, hai lần đầu, nhưng mà có ai lừa được nhau cả đời đâu. Tốt nhất là nên có chi thì nói vậy. Thậm chí không nên nói bất cứ cái điều gì về bản thân mình. Hãy để cho những người xung quanh tự cảm nhận về cái năng lực và cái phẩm chất của bản thân. Những bậc thông tuệ nhất thì đều là những kẻ gì? Đại trí giả ngu. Chứ cái gì cũng bô bô cho xung quanh là biết thì âu cũng chỉ là những người nông cạn, dễ đối phó. Đừng có để người khác coi thường, nói ít lại và làm nhiều lên. Thứ 8, không nói những lời giải thích đúng sai không cần thiết. Người hiểu bạn ấy thì không cần phải giải thích. Người không hiểu ấy thì giải thích thì cũng chỉ dành mất công mà thôi. Rất nhiều chuyện trên đời đúng sai đã tưởng, chỉ có người ngu dốt hoặc là kẻ gì mù mắt mới không nhìn ra. Vì thế không cần phải tốn công để nhất mực giải thích, nhất mực cầu cạnh rồi lại khổ tâm vì những điều thấu hiểu. Chân lý luôn có giá trị của nó. Chỉ khi bạn không làm gì sai, chỉ cần không trái với lương tâm, không trái với luân thường đạo lý, người thấu lý đạt tình chắc chắn sẽ hiểu. Không cần phải phân bua dài dòng. Có nhiều khi đã nói hết nước hết cái nhưng người ta vẫn không nghe thì hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả. Cấy ngay thì không sợ chết đứng. Người tốt thì không sợ kẻ tiểu nhân. Những lúc như vậy, hành động thay vì những lời nói sẽ giúp bạn được thanh thản hơn. Thứ 9, không nói lời nhờ vả không cần thiết. Ai cũng có cuộc sống, cũng có công việc riêng của mình, cũng có những cái lo toan riêng của mình. Ai cũng cần thời gian để giải quyết những cái rắc rối của bản thân mình. Do đó, đừng cứ động vào có một chút chuyện lại thì nhờ vả người khác. Kẻ nhu nhược, hèn mọn mới thích nhờ vả. Trong cuộc đời này thì những người chấp nhận giúp đỡ bạn chính là những người yêu thương và trân trọng bạn. Nếu cứ động chút việc mà lại nhờ tới thì chẳng khác nào đang lợi dụng cái lòng tốt và cái tình yêu thương của họ. Khi bị lợi dụng quá nhiều ấy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm cách rời xa bạn mà thôi. Hơn nữa, chẳng ai có thể ở cạnh bạn suốt cuộc đời để cho bạn nhờ vả. Vì vậy, hãy cố gắng tự làm những cái việc mà mình có thể làm được. Đừng biến mình trở thành cái kẻ hèn mọn, động chút là kêu than nhờ vả cái sự giúp đỡ. Nhà văn La Mã đã từng nói, lời nói là tấm gương của tâm hồn. Anh nói như thế nào ấy, thì anh là người như vậy. Người khác có thể nhìn thấu tâm hồn, tính cách và cái phẩm chất của bạn qua những cái điều mà bạn nói hàng ngày. Vì vậy, đừng nói những cái lời cay độc, cũng không nên nói những lời thừa thãi, khoe khoang. Hãy học cách im lặng, chỉ nói những cái điều đáng nói mà thôi. Ngạn ngữ anh cũng có câu, lời nói đẹp đó là cái chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất. Vậy nên, nếu mà không thể thốt ra những cái lời nói đẹp thì tốt nhất hãy im lặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe những cái chia sẻ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.